và quan sát cho tổ đội tôi cũng như là những máy quay trực tiếp về trận đấu ngày này. Trận đấu này sẽ được truyền trực tiếp trên hệ thống live stream, và nếu như khi nào có những người dân mà không trực tiếp đến sân để quan sát các đội bóng thi đấu thì chúng ta có thể xem trên hệ thống mạng xã hội về trận đấu này. Như vậy là đội bóng Kỳ Vàng Nam Định cũng có bóng chủ nhà cũng đã có bàn thắng để mở tỷ số thi đấu. Đó là tiếng còi của trọng tài Đức Dự. Và xin mời các đội trưởng chúng ta hãy nhanh chóng tư xếp và danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu trận đấu ngày hôm nay về cho tổ đội tôi để có thể truyền tải được cho quý khán giả về trận đấu ngày hôm nay. Và xin mời các cổ động viên chúng ta hãy đảm bảo có quan sát cho tổ đội tôi. Các hoạt động
công ta rơi đi. Để đấy chạy ra đây. Chính đó là quốc bản sẽ là người thực hiện tình huống vậy anh đã nhận
đường lại cho đội của mình. Được chưa? Không qua được cái bàn thắng của thủ môn áo số 7, số 12 trên thế đạo đi ra ngoài vòng. Mượn một cái ô bé á, bảo chúng nó là ngồi tạm ở trong tâm cho mượn một cái ô bé á. Một cái ô bé thôi. Rồi các bạn ngồi chỗ dâm đi cho mình mượn một cái ô bé nào. Áp lực cao và rất tốt. Đứng gọn bạn ơi, bạn ơi, đứng gọn vào đi. Đứng gọn vào cho mình ngay. Mẹ cái lũ này. Bạn ơi, bạn ngồi ở mình chỗ dâm cho mình mượn cái máy mình che cái. Sang đây đi, em sang đây đi. Em qua bên này đi. Thank you.
viên. Final.
quả bóng của Nguyễn Văn Thắng. Cầu thủ mang áo số 12 bên phía đội bóng Kỳ Vàng Hải Phòng. Như vậy là trọng tài Đức Dương đã ra tín hiệu của một lần đội. Hiệp một đang kết thúc và đang tiến hành vào phút bù giờ. 2 phút bù giờ cho hiệp 1. Vừa rồi là tình huống băng vào đánh đầu của cầu thủ mang áo số 7. Đó là Vũ Ngọc Tú bên phía đội bóng Kỳ Vàng Thái Nguyên. Cầu thủ cũng là cầu thủ đã nhận chiếc thẻ vàng của trọng tài Đức Dương. Chéo bóng. Vẫn đang bóng thủ bên phía đội bóng Kỳ Vàng Thái Nguyên. Đứng chuyền. Rất tốt. Chuyền điểm đây. Không thành công. Có hai trái bóng trên sân. Bóng đang ở vùng bên phía đội bóng Kỳ Vàng Thái Nguyên đường chuyền. Không đến được vị trí của đội bóng số 6. Nhưng cầu thủ này ngay sau đó đã lấy được bóng. Không thành công. Là một tình huống đá biên mà thôi. Kệ nó. Thời tiết của giải đấu năm nay là đang rất bất lợi với các cầu thủ thi đấu ở trên sân. Nắng nóng và những cái đầu nóng, và ông Đức Dương đang có những động thái để làm nguội đi cái đầu nóng ở trên sân. Dứt điểm rất căng, hoàn hồ thủ môn Việt Hùng. Việt Hùng này đang bắt bóng tốt. Sẽ là tình huống bóng lên cho cầu thủ phía đội bóng Kỳ Vàng Thái Nguyên. Trên cả năm sân cỏ của sân bóng đá của Đức Dương, nhưng mà các trận đấu diễn ra rất được và có thủ thi đấu nhiệt huyết và công hiến. Ôi, pha đi bóng đây, không phải đứng chuyền, đó là pha đi bóng của cầu thủ mang áo số 7, đó là Đỗ Trọng Hoa. Ôi, cắt ngang và cắt ngang của Nguyễn Văn Thắng. Lúc đầu thì cầu thủ bên phía đội bóng Kỳ Vàng Hải Phòng không quen với việc được bình luận trực tiếp ở trên sân và thi đấu có phần bị căng cứng, nhưng ngay sau đó đã làm quen được với không khí ở trên sân và các anh đang thi đấu tốt. Những tín hiệu tích cực đến từ các cầu thủ của đội bóng Kỳ Vàng Hải Phòng trong trận đấu ngày hôm nay. Phải nói là cầu thủ bên phía đội bóng Kỳ Vàng Hải Phòng đang hiệp phục tốt, và sau những tình huống sơ sẩy các anh đang có những cuộc chạy hoàn hảo để cho trận đấu này trên sân số 1. Nguyễn Văn Thắng, mặt sân cỏ của sân bóng đá của chúng ta cùng cảnh mới được nâng cấp để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Đó là những điều kiện thuận lợi khi mà cầu thủ bên phía đội bóng
kỳ vàng Nam Định đã đứng lên xin đăng cai tổ chức giải bóng đá kỳ vàng năm nay. Giải vô địch Man Kỳ 2018 diễn ra đơn vị đó là kỳ vàng Nam Định đã đứng ra đăng cai chương trình mà không có bóng đá của chúng ta không giành là quá tuyệt vời để cho các trận đấu của giải bóng đá năm nay được diễn ra. Năm ngoái thì tổ chức tại thành phố Thái Nguyên và giải đấu đó thì cầu thủ bên phía đội bóng kỳ vàng Nam Định đã giành vô địch. Năm nay mọi chuyện sẽ khác, các đội bóng đã được tăng cường từ các yếu tố và ngày hôm nay có thể nói là như vậy là bên phía đội bóng kỳ vàng Hải Phòng có sự thay đổi ngay. Người thì chúng ta hãy ra tổ vận tôi để đăng ký tên người trước khi mà chúng ta vào sân. Như vậy là theo quan sát của tôi thì trung vệ Lê Quang Huy đang không thể tiếp tục thi đấu và vào tay cho anh đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 18. Của vàng áo số 5 bên phía đội bóng Thái Nguyên người mới vào sân đó là Lê Hùng Sơn. Lê Hùng Sơn đã phạm lỗi với cầu thủ mới vào sân bên phía đội bóng kỳ vàng Hải Phòng đó là vị trí của Trần Mạnh Hùng. Thật ra trong bóng đá thì chúng ta không thể tránh khỏi những va chạm, nhưng đó là những va chạm không mang ý của cầu thủ ở trên sân. Thì đó mới là điều đáng để nói và đó là tinh thần fair play của các đội bóng về tham dự giải đấu năm nay. Và nếu như chúng ta cố tình sử dụng tiểu xảo và những pha đánh đuổi thì chắc rằng sẽ phải nhận chiếc thẻ vàng và thẻ đỏ của trọng tài điều khiển giải đấu năm nay, và chính các anh sẽ mất đi cơ hội của mình và sẽ làm xấu đi hình ảnh của các chàng trai kỳ vàng. Đó là một tình huống bằng cắt mặt của thủ mang áo số 12, đó là Nguyễn Văn Thắng bên phía đội bóng kỳ vàng Hải Phòng. Tí nữa thì đã có bàn thắng và một tình huống đá phạt góc cho đội bóng kỳ vàng Hải Phòng. Rồi, cú vào. Đó là vào thời điểm của thủ mang áo số 6, đó là Quang Hòa. Quang Hòa này đang đá thay vị trí của Quang Huy ở vị trí trung vệ. Sơ đồ chiến thuật của cả hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay đó là sơ đồ 3-2-1. Đó là thi đấu 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự và 2 cầu thủ ở hàng tiền vệ và cuối cùng đó là 1 cầu thủ ở hàng vị trí tiền đạo. Có thể nói lúc này thì cầu thủ đó là Trần Mạnh Hùng đã vào thi đấu vị trí tiền đạo của đội bóng kỳ vàng Hải Phòng. Và anh với thể hiện của mình sẵn sàng sẽ là một bức tường để làm đường cho các đồng đội ở tuyến dưới đã đi ra biên. Sẽ là một tình huống đá biên cho cầu thủ bên phía đội bóng kỳ vàng Hải Phòng. Hôm nay thì cầu thủ mang áo số 10 đó là vị trí của người đội trưởng Quang Ngọc, anh đang rất sốt ruột và đang đi dọc sân để cổ vũ tinh thần cho các đồng đội là các anh em của anh ở trên sân. Cũng có một trận đấu tốt, có một khởi đầu suôn sẻ ở giải đấu năm nay. Được chuyện không có bàn thắng. Vậy đang có một cầu thủ đang nằm trên sân và trọng tài Đức Trường đã cho tạm dừng trận đấu để xem tình hình bất thường của cầu thủ đang nằm trên sân như thế nào. Đó là bất thường của cầu thủ mang áo số 20, đó là Vũ Khoa. Xin một nước đâu không phải là Vũ Khoa. Và không thể tiếp tục thi đấu và trận đấu đã phải tạm dừng. Với kinh nghiệm bây giờ là những lần mà đã được đi cùng với đội bóng kỳ vàng Nam Định thi đấu cùng với các đội bóng thì tôi có rằng là khi những trận đấu của đội bóng kỳ vàng Hải Phòng luôn là những trận đấu có cầu nhiệt rất cao và cầu thủ thi đấu kinh nghiệm không ngại va chạm trong các tình huống luôn tạo nên những trận đấu căng thẳng và hấp dẫn. Thank you.
có sự tuyệt vời hãy thông báo với tổ đội tôi. Còn nếu chúng ta tự ý vào sân thì sẽ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài. Ở trong trận đấu ngày hôm nay và những các cổ động viên chúng ta cũng sẽ có sân quá nhiều. Đây là một tình huống mà trọng tài Đức Dương sẽ thả bóng. Đây à, đây à. Alo. Bỏ cái ô lên trôn chỗ thằng Tuấn Anh đi. Một cái ô cho để đấy cho hai anh em nó lừa chút. Không ăn sợ nó không đỡ được đâu. Và cả tốt của Tuấn Thắng. Anh biết rồi, anh bảo này, cái nếu trường hợp mà cái live stream hiện nay thì chưa của máy của anh thì Tuấn Anh là không live stream thì đâu thì là cái quay cứ bảo những người mà nếu mà khi nào mà không cho quay nữa thôi nhá, thì cứ dừng đi cho máy nó mát thì lại quay tiếp. Đúng rồi, đây nó không bị sốc nhiệt cho nên đang phải ấy rồi, nó bị sốc nhiệt cho nên là đang phải che đấy, cho nên là anh bảo là thằng Sơn cho cái ô bên đấy đi, dạ được ngay nhá. Ok. Vừa rồi là tình huống đột phá của cầu thủ Mang Áo Xoay mất những tình huống đột phá của anh. Đã gặp phải sự chỉ cản hấp lệ của các thủ bên phía đội bóng chỉ vàng Hải Phòng. Phạm Đô Hình. Được rồi. Máy nào cũng vậy, nó bị sốc nhiệt đấy. Đây là tình huống đá phạt cho các thủ bên phía đội bóng chỉ vàng Hải Phòng. Và đứng trước bóng đang là hai vị trí đó là cầu thủ mang áo số 9 và cũng như là cầu thủ mang áo số 6 đó là Quang Hòa. Quang Hòa dứt điểm ngay, rất căng. Và sự phạt rất tốt bằng má ngoài của Quang Hòa. Bóng đi xoáy và căng. Quang Hòa nhả bóng về cho thủ môn Quang Huy. Đó là thủ viên phía đội bóng thì bằng Thái Nhật. Vị trí của cầu thủ 21 đó là Thanh Long. Các bạn ơi, đứng gọn hộ mình ngay. Một trận đấu rất căng thẳng trên sân số 1 khi mà tỷ số trận đấu đang là 1-0 và cả hai đội bóng đang rất nỗ lực. Dứt điểm ngay, không thành công. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ áo số 7 đó là Trọng Hòa. Thái Nguyên lên đi, Thái Nguyên lên đi. Trong bản sẽ đăng ký của các thủ viên phía đội bóng Thái Nguyên thì có hai cầu thủ mang áo số 20 đang ở trên sân. Đó là một điều mà rất khó cho ban tổ chức. Đó là vị trí của Bùi Trung Hiếu. Như vậy là Bùi Trung Hiếu đã có hai bàn thắng cho các thủ bên phía đội bóng kỳ vàng Thái Nguyên. Vị trí hậu vệ biên. Rồi.
bóng khi vào hai vòng. Đường chuyền ra biên sân hay, nếu mà thắng. Cắn ngang. Ôi, dứt điểm, không vào. Không vào. Bóng đang thủ bên phía đội bóng khi vào hai vòng. Gần đô được. Xin mời các cổ động viên cũng như các cầu thủ dự bị của đội bóng khi vào Thái Nguyên hãy ngồi xuống. Vàng Thái Nguyên đã phải nhận chiếc vàng của trọng tài. Đó là những giày có hai cầu thủ vàng áo số 20, không biết là cầu thủ nào. Như vậy là chiếc vàng dành cho cầu thủ đó là Tiến Khoa. Trên sân số 1 sân bóng đá của chúng ta không thành không khác gì trận đấu mà đội bóng đá câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu ở các sân cỏ của giải V-League năm nay, giải bóng đá V-League Nutti Cafe, khi mà các cổ động viên Hải Phòng luôn mang đến sự nhiệt huyết cổ vũ cho đội bóng câu lạc bộ Hải Phòng. Vẫn còn đôi, dứt điểm, không vào. Tiếp
điểm của cầu thủ đó là Quang Hòa. Chỉ cần nó có cái ô nó che đi là nó không bị sốc nhiệt. Của số 7 đó là Đỗ Trọng Hòa.